channel của Ngọt thì ngày hôm nay Ngọt sẽ nói về một cái sản phẩm đối với Ngọt. Ở shop Ngọt đó thì Ngọt đã bán rất là lâu rồi, nhưng mà Ngọt nghĩ là hiện tại có nhiều người rất là lạ lẫm về cái sản phẩm này, đó chính là thực phẩm chức năng cung cấp canxi kẽm cho cơ thể. Thì Ngọt thấy là hiện tại bây giờ là người Việt Nam của mình, Ngọt phải đa phần người Việt Nam của mình rất sao nhãng về vấn đề bổ sung canxi, đặc biệt là giới trẻ nha các bạn. Đặc biệt giới trẻ thì những cái độ tuổi từ 25 tuổi giống như là hoặc là 20 tuổi đầu lên, khoảng 20 tuổi đầu lên là bắt đầu là mình còn dưới 20 tuổi á thì lại có một loại canxi khác. Nhưng hiện tại ở bên shop Ngọt là bán nghiêng về canxi dành cho người lớn, độ tuổi trưởng thành từ 18 tuổi đầu lên đó. Thì các bạn thường hay sao nhãng là mình còn trẻ, mình còn rất là nhiều năng lượng, cho nên là không việc gì mình phải suy nghĩ đến vấn đề là bổ sung những cái dưỡng chất gì cho cơ thể, đặc biệt là thực phẩm chức năng. Nhưng mà thực phẩm chức năng hiện tại bây giờ trên ngoài thị trường có rất là nhiều loại, và có nhiều loại trôi nổi cũng có kém chất lượng. Nhưng mà bên shop Ngọt hiện tại bây giờ muốn giới thiệu cho các bạn biết cái sản phẩm thực phẩm chức năng của Canada. Thì những cái sản phẩm ở Canada thì các bạn biết rồi đó, rất là tốt và đặc biệt là kiểm duyệt rất là kỹ càng. Đây, họ sẽ lấy ra một hộp Ngọt đang sử dụng để giới thiệu cho các bạn biết. Thì trong một cái hộp này á, thì nó có hai mặt, một mặt á, là tiếng Anh và một mặt là tiếng Pháp. Thường ở bên Canada là có hai ngôn ngữ, đó là tiếng Anh và Pháp. Nhưng mà Ngọt muốn khuyên các bạn một chút xíu về cái sản phẩm cung cấp vitamin D này. Khi mà nói chung là vitamin D thì nói nôm na thôi, còn nói thẳng ra là cung cấp canxi trong cơ thể. Bắt đầu từ tuổi trưởng thành mình phải, mình lao động nhiều, mình vận động nhiều, và đặc biệt là mình cái độ tuổi trưởng thành nhá, bắt đầu là có cái nguy cơ đó nè. Nếu như mà mình ăn uống hàng ngày sẽ không bao giờ bổ sung hết hoàn toàn cho mình được cái dưỡng chất canxi mà mình đang thiếu, và đặc biệt bắt buộc mình phải bổ sung thêm nhờ vào những cái thực phẩm chức năng này. Đối với những người nước ngoài ấy, người ta rất chú trọng về sau bữa ăn, người ta luôn luôn người ta cố gắng, người ta sẽ dành ra một ít thời gian nhỏ xíu thôi để người ta uống những cái thực phẩm chức năng này. Hỏi lý do tại sao á, Ngọt nói không biết. Đấy, đây là suy nghĩ của mình, của Ngọt, mình Ngọt thôi nha. Còn có rất là nhiều ý nghĩa trái chiều hoặc là thuận chiều thêm. Thì đối với Ngọt, những người nước ngoài người ta thường là cái gen người ta sẵn là to cao, nhưng bên cạnh đó người ta rất là đối với người ta cái thực phẩm chức năng mà làm cho tăng lượng bồi bổ thêm và cung cấp thêm lượng canxi rất là quan trọng. Ví dụ như người ta uống rất là nhiều sữa, trong sữa cũng rất là nhiều canxi. Lúc nào sau bữa ăn người ta đều uống một ly sữa và thêm những cái thực phẩm chức năng bổ thêm về canxi, không thể nào ăn mà nó cung cấp hết được cho mình, đúng chứ? Canxi rất là tốt cho cơ thể. Thứ nhất là nó sẽ làm cho mình không bị thiếu hụt canxi. Thứ hai là giúp cho mình không có bị những cái bệnh liên quan về xương khớp. Và đặc biệt á là nó làm cho mình cái sản phẩm thực phẩm chức năng về canxi này này, nó làm cho mình cơ thể của mình khỏe khoắn lên, và không có, khi mà lớn tuổi rồi sẽ hạn chế tối thiểu tối đa những cái bệnh về già như bệnh gút, bệnh về liên quan về xương khớp. Còn về tim mạch, khi mà mình bồi bổ đầy đủ những chất canxi, cái bệnh về tim mạch thì hoàn toàn là nó hạn chế cho mình rất là cao, không có dễ bị liên quan những cái bệnh về tim mạch. Với thứ hai là các bạn lưu ý một chút xíu là khi mà mình hay bị tê tay tê chân cũng là một loại triệu chứng là mình tụt canxi, và mình hay bị bệnh vật cảm nữa, hay cả bệnh vật sổ mũi hoặc là những bệnh cảm cúm á, là do sức đề kháng của mình không cao, cho nên là rất dễ vì những cái bệnh về cảm, và đặc biệt cái liên quan đó nó hoàn toàn là do thiếu canxi. Canxi rất là tốt, nó làm cho cơ thể của mình rất là khỏe khoắn và nó làm cho hệ miễn dịch của mình cao lên. Đó là những cái Ngọt thấy là Ngọt nói về một phần nào đó về khi mà mình bị thiếu canxi. Nhưng mà chi tiết hơn chắc chắn Ngọt sẽ để cái một cái bài về công dụng của canxi, của thuốc canxi hạt hẳn, canxi âm vitamin D và canxi âm vi, đây
magnesium là cái sản phẩm này là tinh chất nó làm cho mình bồi bổ về về xương khớp, về vitamin D. Còn cái này á thì nó làm cho mình cũng liên quan thực phẩm chức năng, làm cho mình giúp xương khớp của mình nó khỏe khoắn hơn, bồi bổ về canxi, nhưng mà nó có chất kẽm. Chất kẽm rất là quan trọng nha các bạn. Chất kẽm nó làm cho cơ thể mình hấp thu tối đa cái lượng thức ăn mà mình ăn vào, và đặc biệt nó làm trung hòa hấp thu hết cái lượng protein trong cơ thể. Nó rất là nhiều công dụng luôn, nhưng mà đa phần á là bồi bổ, nó bổ sung canxi mà mình bị thiếu trong cơ thể. Cho nên họ thấy những bạn mà trưởng thành rồi, từ 18 tuổi đổ lên, nhất thiết là phải sắm cho mình một hộp này, một hộp canxi này, chứ đừng để cho mình khi mình thiếu hụt canxi thì mình bắt đầu mình mới bổ sung thì lúc đó là quá trễ rồi nha các bạn. Và đặc biệt nó làm cho bộ xương khớp của mình rất là khỏe khoắn, thì đương nhiên đủ canxi khỏe khoắn mình sẽ rất là cao to như người Mỹ, người nước ngoài, những người nước ngoài anh Mỹ này, Canada, Úc này, Anh này, các bạn thấy không, người ta rất là to và khỏe. Chờ một chút nha, cái tiếng tàu rất là lớn cho nên là đợi chút nó sẽ tiếp tục từ bên đây các bạn. Mình tiếp theo nha. Thì đây là một cái hũ canxi ngọt uống cũng rất lâu rồi. Một hộp như thế này là nó tới 275 viên nha các bạn. Rất là lâu mới hết. Uống cả nhà luôn nha các bạn. Đây, rất là lâu mới hết. Đó, rất lâu rồi mà giờ còn rất là nhiều. Thì 275 viên, một ngày mình sử dụng từ 1 tới 2 viên. Đây, viên nó như thế này này mọi người. Đây, viên thuốc nó như thế này nha. Đây là viên thuốc này. Thì sáng giờ ngọt, bây giờ mà ngọt tiện ngọt uống luôn. Thì cái này sản phẩm canxi thực phẩm chức năng này không phải là ngọt bán xong rồi ngọt mới uống, mà là ngọt gia đình, là ngọt sử dụng rồi xong ngọt thấy rất là công dụng và hay, cho nên là ngọt phải tọng ngay về để mà chia sẻ với các bạn. Và đặc biệt là như thế này các bạn nè, nữ thì mình hay bị trong quá trình mình sanh xong á, thiếu hụt canxi rất là cao, mình rất dễ bị nhức mỏi lưng này, nhức cơ bắp này, người lớn cũng vậy, đa phần là nhức cơ bắp là do mình thiếu hụt canxi nha các bạn. Và đặc biệt đó, đây là phụ nữ mới sanh xong rất là rút về xương khớp, nó ảnh hưởng rất là cao, cho nên các bạn nên bổ sung canxi giúp ngọt. Tại vì ngọt cũng là người sanh rồi, ngọt hiểu cái cảm giác đau nó như thế nào. Các bạn cố gắng nên bổ sung canxi. Bên Sốc Ngọt thì bán hàng của Sách Tay Canada, nhưng mà tùy vào cái tin tưởng của mỗi người, nhưng mà các bạn cứ xài những cái sản phẩm là chính hãng, an toàn là ok. Và đặc biệt thứ hai á, là cái loại canxi này nó đã có loại kẽm. Bạn nào mà không rất là sợ uống thuốc, ngán uống thuốc thì các bạn có thể sử dụng qua cái sản phẩm này. Sản phẩm này là của Mỹ nha các bạn, không phải của Canada. Đây, thương hiệu của Mỹ. Đó, canxium. Dòng sản phẩm kẹo Vita Fusion Canxium D3 này là hàng Sách Tay của Mỹ. Đây, đó, Ngọc sẽ các bạn tham khảo về cái bao bì. Thì cái sản phẩm này dành riêng cho bạn nào sợ uống thuốc, ngán uống thuốc, nhìn thấy thuốc là mình muốn ói rồi, mình không thể nào mà nhét cái viên thuốc vô trong miệng được, cho nên là mình phải ăn kẹo. Đây là sản, nó là kẹo của vitamin D, chứ nhưng mà nó tinh chất nó phối hợp với lại các trái cây á, hương trái cây, có hương trái cây như dâu, cherry và cam đây nha các bạn. Có dâu, cherry và cam thì có ba hương, tổng cộng có ba hương, nhưng mà sản phẩm này là vitamin D thực phẩm chức năng, không phải là kẹo, cho nên một ngày á mình chỉ sử dụng 2 viên và chia ra hai lần uống. Những cái sản phẩm vitamin D này mình nên uống buổi sáng, không nên uống vào chiều tối nha các bạn. Sáng mình uống một viên, trưa ăn xong rồi mình uống một viên nữa. Uống trong lúc mà uống và ăn cái sản phẩm kẹo vitamin D này, trong lúc bụng no, không có uống trong lúc bụng đói nha các bạn. Cho nên là ngọt tư vấn rất là kỹ, và ngọt mong rằng cái clip này sẽ giúp ích, chia sẻ một phần nào cho các bạn hiểu thêm về cái tầm quan trọng của vitamin D. Nếu như bạn nào muốn có đặc biệt vitamin D, nó bổ sung xương khớp là một phần, tim mạch
khỏe tim mạch là cái thứ hai, nhưng cái thứ ba rất quan trọng là làm cho khỏe khoắn, chống lão hóa. Thì đương nhiên cung cấp làm cho da của mình, móng tay, móng chân nó sẽ không có bị dễ bị nó sao ta, móng mềm này, dễ bị gãy này, rồi tóc thì dễ bị rụng này. Thì mình bổ sung canxi này tốt thì nó sẽ làm cho mình hạn chế tóc không rụng này, móng không bị gãy, và đặc biệt da dẻ lúc nào cũng hồng hào, đẹp xinh, đẹp gái xinh gái trai luôn nha. Cho nên là Ngọc mong rằng một chút xíu, chừng mười mấy phút này, Ngọc sẽ giúp cho các bạn nên bổ sung, cố gắng bổ sung vitamin D. Tùy vào mỗi người, Ngọt không khuyến khích là ở phải mua hàng của Ngọt hay như thế nào, hay là phải mua đúng cái thương hiệu này, mà là tất cả những loại thương hiệu nào các bạn thấy thứ nhất vừa túi tiền về kinh tế, thứ hai nó là hàng chính hãng, hoàn toàn là hàng chính hãng, không phải hàng trôi nổi, thì các bạn cứ sử dụng vô tư. Nhưng mà đặc biệt là hàng ngày các bạn nên bổ sung vitamin D để giúp cho mình có một cái cơ thể thật là khỏe khoắn, và có một cái vóc dáng cao ráo, xinh trai, đẹp gái nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Nếu như các bạn yêu thích cái clip này của Ngọt, hãy like và subscribe đăng ký kênh để mà ủng hộ Ngọt, để Ngọt có cái tinh thần hoặc là động lực để Ngọt like những cái clip sau, clip khác, nhiều những cái clip giúp chia sẻ những cái thông tin bổ ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Bye bye. She makes a man wanna speak Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Sí. Mi casa. Yeah, su casa. Oh baby, when you talk like that.